Con này đây anh đề giá nhiêu? Là 3 triệu. 3 triệu. Ừ. Chốt luôn đi. Thôi nhìn lẹ. Tại em cho ông cái cặp loa bô rồi giờ ông có âm ly mà đi mua thêm cho ông nữa mệt. Ông cũng lớn tuổi rồi, giờ nghe nhạc rồi thôi. Anh có cái loa xanh siêu đó. Anh nhanh thở vào trang facebook.com/nhật-audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.